cái tòa án tối cao mà các vị thẩm phán hiện nay đang bị đe dọa tới tính mạng, tại vì có những người biểu tình đến trước nhà của các vị thẩm phán này để mà biểu tình. Trong khi đó, luật pháp Hoa Kỳ thì đã có những cái luật để mà bảo vệ cho các vị thẩm phán này không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái sức mạnh của đám đông gây nên những cái quyết định của các vị thẩm phán này ở trong tòa án đối với các luật pháp của nước Mỹ. Một bản tin thứ nhì là ông Zelensky thì bây giờ ông ta đã muốn nói chuyện hòa bình với lại Tổng thống Putin rồi, thưa quý vị. Tuy nhiên thì bà Pelosi nhà ta thì bà vẫn nói rằng chúng ta phải tiếp tục để mà giúp đỡ cho đất nước Ukraine có thêm tiền bạc để mà các người dân không khỏi bị chết đói. Thì cái điều này bắt buộc là đúng rồi, thưa quý vị. Tại vì trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta không thể nào mà để cho những người khác mà đói khổ như vậy, cho nên chúng ta phải viện trợ thêm súng đạn, và 40 tỷ đô la đã được Thượng viện chấp thuận thông qua để mà tiếp tục viện trợ cho chính quyền Ukraine. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, kể cả những người bên Đảng Cộng Hòa như là ông Lindsey Graham cũng đã lên tiếng ủng hộ. Ông nói rằng là không, chúng ta không bao giờ nên cho ông Putin một cái lối thoát nào nữa. Thì kính thưa quý vị, đây là tất cả những cái lời nói mà chúng tôi nghĩ rằng nó khuyến khích thêm cho chiến tranh chứ không phải là tìm kiếm cái sự hòa bình cho cái cuộc chiến đẫm máu này. Và như chúng tôi nói, cái 40 tỷ Mỹ Kim đã được thông qua, hơn cả 7 tỷ Mỹ Kim, tại vì lúc trước chính quyền Joe Biden chỉ có đòi hỏi 33 tỷ thôi. Bây giờ Congress đã quá thoải mái, thưa quý vị. Trong khi đó, người dân Hoa Kỳ bây giờ không có sữa formula để cho các trẻ thơ uống. Trong khi đó, những người đóng thuế thì phải trả cái số tiền 40 tỷ Mỹ Kim này để mà tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Và tổng cộng, từ khi bắt đầu cái cuộc chiến Ukraine và Nga, tổng cộng số tiền người dân đóng thuế của nước Mỹ đã ủng hộ viện trợ cho Ukraine lên đến 54 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Tỷ là một con số cực kỳ lớn. Và nhà Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay đã lên tiếng công khai yêu cầu phải trả tự do cho Đức Hồng Y Joseph Zen của Hồng Kông. Ngài và 4 người khác đã bị bắt tại Hồng Kông vì có những lý do bất đồng chính kiến với giới cầm quyền tại Hồng Kông, thưa quý vị. Hồng Kông thì mình cũng thấy ngay là càng ngày họ càng sắc máu đó. Từ khi họ trao trả lại cái dùng cái bộ luật của bên Hoa Lục đó, thì mình thấy rõ ràng là những người thì đấu tranh trẻ hầu như là hoặc bị bắt tù hoặc là có một số thì lưu vong đã phải đi những nơi khác. Thành ra cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng mà nói chung nữa thì đúng là bây giờ nó có nhiều vấn đề lắm. Cái lúc này nó thế giới quý vị nó cũng rất là hỗn loạn. Chẳng như là cái chuyện gần đây chúng ta cũng biết cái tin đó là từ khi ông Putin ông mở cuộc chiến thì bây giờ các nước phải đặt lại vấn đề, và có vẻ chúng ta thấy là trở lại cái thời chiến tranh lạnh. Tức là sao quý vị? Tức là thế giới nó sẽ trở lại thế giới lưỡng cực. Có nghĩa hai bên đấu nhau thôi, hai phe. Ngày xưa chúng ta là tư bản cộng sản đúng không? Cái thời trước. Nhưng bây giờ cộng sản có nhiều chỗ nó phai màu rồi, nó vẫn là cộng sản. Tuy nhiên nó đổi hình thức. Ngay cả Trung Cộng cũng đâu phải cộng sản hoàn toàn, quý vị vào thấy không? Nhưng cán bộ làm cái gì mà giàu khủng khiếp, tỷ phú. Nếu thực sự là chế độ cộng sản là tất cả đều không có được quá giàu như bây giờ. Bây giờ nó giống một cái loại như là mix giữa vừa tư bản vừa cộng sản, mà đôi khi nó cứ nói đó là định hướng xã hội chủ nghĩa nhé. Đi theo đường tư bản nhưng lại vẫn giữ cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó cứ cái một cái loại người ta nói là một cái loại coi như quái thai, không ra một cái gì cả. Nhưng mà ý tôi nói là bây giờ xã hội này, bây giờ cái thế giới này, cuộc chiến này thì bây giờ nó đã trở thành hai phe tạm thời. Bây giờ một là phe tự do, hai là phe của những tay độc tài đảng trị. Đó là chính là tập ông Putin hay là Iran, những cái chế độ đó, hay là Venezuela vân vân, Cuba. Thì bây giờ vì cuộc chiến đó nhiều nước mới muốn, bởi vì họ bắt giống như là phải chọn bên rồi. Ngày xưa họ không cho mình đứng trung lập, nhưng ngày xưa có nhiều nước tự hào là mình được trung lập, đó chính là Phần Lan, Thụy Điển hay là cái nước mà cũng nổi tiếng là Thụy Sĩ bao nhiêu năm nay. Nhưng bây giờ với cái đà này là nó không cho phép, không cho mình đứng trung lập nữa, bởi vì ông Nga cũng đã chơi cái luật rừng đó. Tự nhiên ông tấn công người ta thì mai mốt như thế nào đây? Có nghĩa là bây giờ ông tấn công Ukraine xong rồi ông có mở thêm không? Bây giờ rõ ràng người ta bảo đang sợ nhất là Moldova, là nước nhỏ xíu ở đó, sẽ bị ông thôn tính. Rồi từ từ có thể đi qua những cái bên và dần dần có thể tới Ba Lan luôn. Nếu mà Putin ông có cái tham vọng lớn, mình không biết như nào, là vì họ nói thế này thì đúng là cái những cuộc chiến tranh rồi họ cũng bị tổn hại một số. Tuy nhiên theo những cái tay tương đối có uy tín phân tích quân sự nói là ông ta trong cái cuộc chiến này ông ta mới đưa ra 1/3 lực lượng thôi. Ông Putin đó, tin mật cho biết đó, kể cả vũ khí lẫn
binh lính, vẫn cái số của quân số. Cho nên ý ông Trump nói gì, ông Trump còn giấu nhiều cái con bài lắm. Thì người ta nói trong cái vụ duyệt binh vừa rồi cũng vậy, ông ta chưa đem tất cả những vũ khí khủng khiếp nhất là vì ông ta còn giấu bài. Cho nên không phải như những lần trước, lần này ông ta lại đưa để vừa vừa thôi. Còn những cái đồ chơi nghĩa là cao cấp để mà ông ta chơi, biết đâu chúng những cuộc chiến sắp tới. Ý người ta là sau cái cuộc duyệt binh đó thì lại có nhiều cái đưa ra cái lý thuyết như vậy. Chúng ta phải coi chừng. Và bây giờ người ta đang nói cái khổ này này, ông đang hứa, ông đang dọa quý vị nhớ, là nếu Phần Lan, Thụy Điển vào NATO là ông không để yên. Là có thể đi đến, nói thẳng là ông khai mào cái thế chiến 3. Ông cứ hàm ý như vậy đó, imply, không nói rõ ra. Nhưng bên Nga đã nhiều lần hăm dọa của nó. Cho nên bây giờ, trong khi đó thì chúng ta hiểu là hai nước đó đang xúc tiến. Muốn rằng Liên Âu và NATO xét cái quá trình một cách nhanh chóng để cho họ vô được NATO hoặc là vô được Liên Âu. Và cái điều đó thì ông Putin sẽ không chịu. Tại mình nói đi mà nói ngược lại, vì cái thế Putin ông cũng sợ thiệt. Là bây giờ nếu ông thấy những nước đó mà theo hết phía Âu Tây và Mỹ thì biết đâu Mỹ lúc nào nó để ngay vũ khí ngay sườn ông ta. Cho nên ông ta cũng sợ chứ phải không. Ông ta cũng có cái lý do của ông ta. Nói là vậy nhưng mà mình cũng nói đi nói lại. Nhưng cái đó là cái khổ, là bây giờ thế giới sẽ giải quyết như thế nào đây. Người ta có dẫn tới từ từ càng ngày càng dẫn tới cái thế chiến 3 không, hay là Putin ông mở rộng cuộc chiến sau cái Ukraine này. Có thể là lúc đó ông đang kêu gọi Belarus, quý vị nhớ rồi, là một đồng minh thân cận, đàn em, nói thẳng là ông nói gì nghe cái đó. Cho nên nó tăng thêm cái lực lượng đó thì có thể ông hợp tác lại và ông sẽ xâm chiếm những nước khác trong cái vùng. Cho nên bây giờ ý chúng ta muốn nói là vì cuộc chiến này nó là tạo thành một cái bất ổn chung cho cả cái vùng đó. Cho nên và cuộc chiến có thể sẽ còn kéo dài, không phải Ukraine mà ra khỏi ranh giới Ukraine. Tức là ông Putin có thể sẽ mở rộng cuộc chiến, chưa đến nỗi thế chiến là toàn cầu đâu, nhưng mà những cái vùng đó, ít nhất là cái vùng Âu Châu đó sẽ phiền. Chính ra người ta đang có những cái tính toán và người ta cũng lo ngại, không hiểu là cái cuộc chiến sau Ukraine này nó có mở rộng thêm nữa hay không, thưa quý vị.